Chào tất cả các bạn đã quay trở lại cái kênh của mình. Mình chế tạo TV, kênh chuyên chế tạo review. Anh em xem thứ hai thì hãy đăng ký kênh giúp mình nha. Hôm nay mình có mua một chiếc motor không chủ than Sobi với giá là 125.000. Hôm nay mình sẽ review cho anh em xem sản phẩm này như thế nào mà có giá rẻ nha. Còn mình lại mua vào hôm 19/9 nên được free ship. Đây là cả cái bộ của nó, cái motor và cái bộ làm quạt. Mình lấy về để làm quạt nha anh em. Chế một cái quạt 12V để chạy cho hệ thống năng lượng mặt trời nhà mình. Anh em xem video thì cho mình xin một lượt đăng ký nha, để mình phát triển kênh. Và kỹ quá. Anh em có yêu cầu muốn mua hàng gì, anh em muốn chế tạo cái gì thì comment ở phía dưới để mình thực hiện nha. Đây là sản phẩm mình đặt mua một bộ vỏ. Các bạn muốn mua thì mình sẽ để đường link sản phẩm này ở bên dưới. Đây là bộ vỏ chế. Bộ này mình mua với giá là 25.000 đúng sao ấy. Anh em mình. Đây là bộ chức năng. Đây là bộ chức năng nha nha. Rồi, để 25.000 này lại xịt hết đấy. Chết rồi. Đây là sản phẩm chính mình mua khoe đây nha. Mình đây đây. Thiếu ốc hay sao đây anh em ạ? Ở đây, ok. Đầy đủ, rất là đầy đủ. Sản phẩm mình là chiếc vỏ. Mình lấy cái này về để mình chế một bộ quạt 12V. Rất đều nha mày, quạt rất tốt. Cái này người ta nắp lại rồi. Để chế quạt 12V thì sẽ rất đều nha nhé. Tại nhà mình có nắp dàn năng lượng mặt trời nên mình mua về chế thử ít nữa, nếu mà dùng tốt thì mình sẽ mua nhiều hơn, tầm 5-6 cái để mình chạy hệ thống điện nhà mình rất êm. Không biết đâu lỗi như nào nữa kìa. Ok nha, để mình đi lấy đồ để thử nha. Rồi, mình đã cắm điện vào để test thì sản phẩm chạy khá êm anh em ơi. Mình phải dùng nguồn tổ ong nhé, mình không có bình. Đây, bạn mắc này, sản phẩm chạy khá êm và rất mạnh nha anh em ạ, rất nhanh và mạnh nha. Thôi nhé, chào tạm biệt anh em. Anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh giúp mình để mình phát triển video, và em có yêu cầu gì thì có thể comment bên dưới để mình sẽ làm.